cô em xinh đẹp đêm hôm đi đâu mà một mình thế này? Anh là ai? Anh định làm gì? Đừng có sợ, anh có làm gì em đâu. Tôi không quen biết anh. Anh muốn tránh ra đi. Ấy, làm gì mà hung dữ thế? Ở lại tâm sự mỏng với anh một tí thôi. Đồ điên! Mày chửi ai điên hả con kia? Tôi nói anh đấy. Rượu mời không uống, là muốn uống rượu phạt à? Anh mà bước tới đây là tôi kêu lên đấy. Sao? Dọa tao à? Vậy anh cứ thử xem. Sao? Thích kêu á? Kêu to lên cho tao nghe vui tai, để xem có ai đến cứu mày không. Có ai không? Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi với! Bỏ ra! Ngoan nào, đừng có dãy nữa. Thằng khốn, bỏ ra, bỏ ra. Thằng khốn, mày làm cái gì đây? Thằng khốn, sao mày dám chĩa mũi vào chuyện của tao? Tao là bạn trai của cô ấy, mày có biến không? Hay muốn ăn đòn tiếp? Mày nhớ bạn bố mày đấy. Cô có sao không? Tôi không sao. Cô là con gái, đi về khuya một mình nguy hiểm lắm. Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về. Này anh, mấy chiêu trò tán gái này cũ tích rồi. Tôi nghĩ là lần sau anh nên tìm trò mới đi. Nhạt nhẽo. Để tôi đưa cô về. Tôi đã bảo không cần rồi mà. Sao anh phiền phức thế? Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Hãy nghe lời tôi đi. À. Anh mà còn bám cho tôi nữa, tôi báo cảnh sát đấy. Phan Anh ơi là Phan Anh, mày thấy chưa? Hết công hết sức giúp đỡ người ta mà người ta bảo là mày bày trò. Đúng là rảnh quá mà. Sao lại là anh ta? Anh ta đến đây làm gì nhở? Sao cô lại ở đây? Anh đừng giả vờ nữa. Nói đi, anh bám theo tôi là có mục đích gì? Tôi bám theo cô. Tôi nói không đúng à? Tối hôm qua tôi gặp anh, bây giờ cũng vậy. Làm gì có chuyện nào trùng hợp như thế? Tôi thấy nó cũng trùng hợp thật đấy. Anh có ý đồ gì với tôi đúng không? Tôi và cô gặp nhau mới có 2 lần. Cô bảo tôi có ý đồ gì với cô được? Chắc là tôi tin. Tùy cô. Nếu anh để tôi thấy anh đi theo tôi một lần nữa, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Tí nữa về, cô có cần tôi đưa cô đi bệnh viện không? Để làm gì? Đi khám, để xem cô có bị bệnh tâm thần hay không. Anh... Nếu hôm nay tôi không đi xin việc thì tôi đã tẩn cho anh một trận rồi. Coi như là anh may mắn đấy. Tôi chết rồi, muộn giờ mất rồi. Vào đi. Chào anh, tôi tới ứng tuyển vị trí thư ký ạ. Cô cứ để hồ sơ lên bàn rồi ngồi đi. Dạ vâng. Sao lại là anh? Công nhận chúng ta có duyên thật đấy. Tôi và cô lại gặp nhau rồi. Khoan đã. Anh là... Tôi là Phan Anh, chủ tịch tập đoàn ABA, cũng là sếp của cô, nếu như cô được nhận. Chết mình rồi. Kiểu này bị loại cho mà xem. Tại sao lại là anh ta chứ? Số mình đen thế không biết. Chắc lần sau ra khỏi nhà phải xem ngày, xem giờ quá. Cô Tuyền. Hả? Dạ tôi đây ạ. Cô đang nghĩ gì vậy? Dạ không, tôi có nghĩ gì đâu ạ.
Cô đang chửi thần tôi đúng không? Dạ không, tôi làm gì dám ạ? Có gì mà không dám, tối qua cô còn tát tôi cơ mà. Tôi đùa thôi, chúng ta vào việc chính đi. Trước đây cô đã đi làm cho công ty nào chưa? Dạ chưa ạ, tôi mới ra trường thôi. Tức là không có kinh nghiệm? Vâng ạ. Thư ký là một công việc đòi hỏi sự chăm chỉ, tỉ mỉ, cẩn thận và khả năng phản ứng xử lý tình huống nhanh. Khối lượng công việc nhiều hơn so với những gì cô tưởng tượng. Cô có sẵn sàng chấp nhận thử thách không? Dạ có, tôi sẵn sàng ạ. Cô về đi, chúng tôi sẽ gửi kết quả qua mail cho cô trong vòng 3 ngày tới. Cảm ơn anh ạ. À, sao thế ạ? Cô yên tâm, tôi là một người công tư phân minh. Chuyện gì ra chuyện đó, cô cứ về nhà chờ kết quả đi nhá. Công tư phân minh cái con khỉ ấy, rõ ràng là đang trả thù mình đấy mà. Dạ vâng, cảm ơn chủ tịch Phan Anh ạ. Tôi đâu có thể nhận cô vào làm một cách dễ dàng như vậy được chứ. Phải hành hạ cô một chút mới thú vị. Mời vào. Cà phê của anh đây ạ. Cảm ơn cô. Tôi có chuyện muốn nói ạ. Cô nói đi. Tôi... Công việc có gì khó khăn à? Dạ không ạ. Tôi chỉ muốn nói... Tôi xin lỗi ạ. Xin lỗi? Vì điều gì? Lúc trước là do tôi không tốt, cho nên tôi đã hiểu nhầm anh. Mong là anh quân tử không chấp nhận kẻ tiểu nhân như tôi ạ. À, chuyện đó á, tôi không để ý đâu. Miễn cô làm việc tốt là được. Có gì khó khăn cứ hỏi tôi. Cảm ơn anh ạ. Anh Phan Anh, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao em lại tới đây? Tôi xin phép ạ. Anh hẹn em đi xem triển lãm, anh không nhớ à? Nhiều việc quá cho nên anh quên mất. Quên á? Anh nói thế mà nghe được à? Anh xin lỗi, đợi anh xong việc rồi anh bù cho em nhé. Không cần nữa đâu, em hết hứng rồi. Vân, Vân. Alo, tôi nghe đây. Tôi biết rồi, tôi xử lý ngay đây. Chủ tịch, anh vẫn chưa về à? Công việc có chút rắc rối, tôi cần phải xử lý luôn. Vậy tôi đặt cơm cho anh nhé. Không cần đâu, tôi không đói. Vậy tôi về trước đây ạ. Ừ, cô về đi. Dạ vâng ạ. À, khoan đã. Chủ tịch có chuyện gì thế ạ? Lát nữa cô có bạn gì không? Tôi không ạ. Vậy cô mua giúp tôi một bó hoa, mua thêm một món quà nào đó trông dễ thương một chút, mang tới tặng Vân. À, cô viết thiệp giúp tôi luôn nhé. Anh muốn viết gì ạ? Viết sao cũng được, viết thế nào mà người đọc cảm thấy cảm động là được. Cô hiểu mà đúng không? Dạ vâng, tôi biết rồi ạ. Viết xong cô giao tới địa chỉ này nhá. Nhất định cô phải giao tận tay cho Vân, đừng để ai giao hộ. Dạ vâng, tôi xin phép ạ. Tôi có một cơm cho anh. Do là tôi không biết anh thích ăn gì, cho nên tôi có chọn vài món. Anh ăn đi rồi làm tiếp ạ. Nhịn đó không tốt cho sức khỏe đâu. Cô chu đáo quá, cảm ơn cô. Vậy anh làm việc đi, tôi không làm phiền anh nữa. Tôi đi mua đồ cho cô ấy rồi về luôn ạ.
Tôi là Tuyền, thư ký của chủ tịch Phan Anh ạ. Chủ tịch sợ cô giận cho nên bảo tôi mang hoa và quà đến cho cô ạ. Thế anh ấy đâu ạ? Chủ tịch đi công tác rồi. Ở trong đó có thiệp đấy ạ, cô đọc đi. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Chào cô. Mình là thư ký của chủ tịch mà, có phải chân sai vặt đâu. Tại sao mình lại phải làm mấy việc này? Sao tự nhiên mình cảm thấy bực thế nhở? Mình đúng là điên thật rồi. Tại sao em gọi điện nhắn tin anh không nghe? Anh xin lỗi, anh đang bận chút việc chưa giải quyết xong. Rốt cuộc anh có xem em là bạn gái của anh không? Em đừng nói như vậy mà. Lần sau anh sẽ đi xem phim với em nhá. Lại là lần sau? Anh có biết anh nói câu này bao nhiêu lần rồi không? Anh có thấy ai tặng quà cho bạn gái mà toàn nhờ thư ký đưa hộ không? Anh không nghĩ tới cảm nhận của em à? Anh xin lỗi. Ngay từ khi quen nhau em đã nói rồi, em không cần một người bạn trai quá hoàn hảo, nhưng mà phải đặt em lên vị trí ưu tiên. Anh quên mất rồi à? Anh nhớ mà. Em mệt rồi, mình chia tay đi. Em không muốn gặp lại anh nữa. Vâng, nghe anh nói đã. Đừng đi theo em. Anh không sao chứ? Hay là để tôi đuổi theo cô ấy, nói giúp anh một vài câu nhá. Thôi, bỏ đi. Cô ấy đã giận rồi thì ai nói cũng không nghe đâu. Vậy để tôi mua quà tặng cô ấy nhá. Cũng không cần đâu, tôi hiểu tính cô ấy mà. Một khi đã chia tay thì rất dứt khoát, ai có nói gì cũng vô dụng thôi. Tối nay cô rảnh không? Đi nhậu với tôi đi. Đi nhậu á? Sao? Cô không biết nhậu à? Dạ không, chỉ là tôi không nghĩ là anh lại muốn nhậu thôi. Chẳng ai muốn nhậu cả, nhưng ít nhất nó là cách làm dịu đi nỗi buồn ngay lúc này. Dạ vâng, tôi sẵn sàng ạ. Ừ, bây giờ cô về làm việc tiếp đi. Dạ vâng, tôi xin phép ạ. Có phải tôi tệ lắm không? Là bạn trai mà không hiểu được cảm xúc của cô ấy. Không, tôi không thấy vậy. Anh rất tốt mà. Sao? Cô thấy tôi tốt à? Đương nhiên rồi. Dù bận nhưng mà anh luôn mua quà và hoa để tặng cho cô ấy đỡ tủi thân. Nếu là tôi sẽ vui lắm. Tiếc là Vân không nghĩ như vậy. Anh cũng đừng buồn, cứ để nó qua đi ạ. Nói thì dễ lắm, cô có thất tình như tôi đâu. Cạn ly, không say không về. Dạ, không được đâu ạ. Ngay cả bia mà cô cũng cấm tôi sao? Tôi đang buồn mà. Anh quên là ngày mai có cuộc họp sớm rồi à? Buồn thì buồn, nhưng không được bỏ bê công việc đâu ạ. Thôi được rồi, tôi thua cô. À, tôi có một câu muốn hỏi anh ạ. Cô nói đi. Sao anh lại nhận tôi thế ạ? Tại vì tôi không có kinh nghiệm. Với lại lúc trước tôi còn hiểu nhầm anh nữa. Tôi cũng không biết. Cô cứ coi như đó là duyên số đi. Vậy ạ? Uống đi, hết cốc này rồi về. Dạ vâng. Anh hết buồn chưa ạ? Chưa. Vậy tôi sẽ dạy anh một cách, đảm bảo là sẽ hết buồn ạ. Cách gì vậy? Anh mua bong bóng về, sau đó thổi nó lên. Sau khi anh tâm sự hết với bong bóng, rồi đạp vỡ nó là được. Cô nghĩ tôi là trẻ con à?
mà khuyên mấy lời như vậy? Anh cứ nghe lời tôi đi, tôi thử rồi, đảm bảo là sẽ hiệu quả ngay tức thì. Tôi lười lắm, với cả nhà tôi cũng không có bong bóng. Vậy để lần sau tôi mua rồi mang qua cho anh nhé. Cảm ơn cô, cô thật là tốt. Vì tôi là thư ký của anh mà. Không uổng công, tôi nhận cô vào làm việc. Có chuyện này tôi muốn nói với anh. Tôi nghe đây. Nhà hàng vừa thông báo là chỗ anh đặt đã có rồi à? Hy vọng anh đến đúng giờ ạ. Nhà hàng? Nhà hàng là sao? Thì lần trước anh kêu tôi đặt để đón sinh nhật với Vân ấy ạ. À, thế cô hủy đi, chúng tôi chia tay rồi mà. Nhưng mà không hủy được ạ. Vậy hôm đó tôi mời cô đi ăn được không? Được ạ. Xin lỗi anh, lẽ ra tôi nên hủy sớm ạ. Không sao, coi như bữa này tôi mời cô vì cô đã giúp tôi rất nhiều chuyện và chăm chỉ làm việc nữa. Dạ vâng ạ. Thôi được rồi, chúng ta dùng bữa đi. Cô cũng thích món này à? Dạ vâng, tại nó ngon mà. Cô có thấy tôi và cô chung sở thích ăn uống không? Những món này đều là những món tôi thích. Không phải trùng hợp đâu, là tôi cố ý đấy. Ý cô là sao? Tôi hiểu chủ tịch mà, nhiều khi còn hiểu hơn anh hiểu chính mình cơ. Tôi không tin, cô thử nói xem. Anh không ăn được cay, bởi vì ăn nhiều quá, bệnh đau dạ dày của anh sẽ bị tái phát. Còn khi uống cà phê thì chỉ cho một muỗng đường nhỏ thôi, vì cho nhiều thì sẽ bị ngọt quá. Đặc biệt là anh rất ghét tiếng ồn, khi nghe thấy anh sẽ cảm thấy khó chịu. Anh còn là một người tận tâm với công việc, không xong sẽ không về, mặc kệ bản thân mình có mệt hay không, ăn uống cũng dẹp sang một bên. Không ngờ tôi lại dễ bị cô nhìn thấu như vậy sao? Tại tôi là thư ký mà, suốt ngày bám theo anh như vậy, tôi nhớ hết, không sót một cái gì cả. Cô quả là tinh tế, nếu ai mà không biết sẽ tưởng tôi và cô sống chung một nhà đấy. Không phải cô thích tôi đấy chứ? Dạ alo chị, em nghe đây ạ. Em đang ở đâu đây? Em đang đi nhậu ạ. Về nhà ngay, không có nhậu nhẹt gì hết. Chị có chuyện cần bàn với em. Chị nói cái gì ạ? Việc gấp ấy ạ? Dạ vâng, thế để em về ngay ạ. Nhà có việc gấp nên tôi... Anh về đi, lát tôi về sau cũng được ạ. Mình bị sao thế nhở? Tự nhiên lại thú nhận với anh ấy làm gì? Ngày mai không biết đối mặt với anh ấy thế nào đây. Mà thôi, tù gì thì cũng đã lỡ rồi, tối đâu thì tối vậy. Sao hôm nay chủ tịch có chuyện gì mà đến nhà tôi chơi đấy? Mày đừng có mà khịa tao, tao nẫu hết cả ruột đây này. Thế có chuyện gì? Nói nghe xem nào. Tao có chuyện muốn hỏi mày, mày cho tao ý kiến đi. Nếu là chuyện làm ăn thì thôi, tao không phải dân kinh doanh. Không, chuyện tình cảm thôi. Chuyện mày Vân á? Lại càng không, bọn tao chia tay lâu rồi mà. Chia tay rồi á? Nhanh nghe. Mày làm tao tò mò rồi đấy, nói đi. Nếu có một cô gái tỏ tình với mày, nhưng mày lại cứ phân vân, thì nếu là mày, thì mày sẽ làm như thế nào? Tỏ tình, nhưng phân vân. Thế mày có ghét cô ấy không? Không, ngược lại, cô ấy rất tốt. Thế thì mày thích nó rồi. Cũng không hẳn, kiểu tao thấy cô ấy rất tốt, nhưng cũng không phải là yêu. Nói chung, khó diễn tả lắm. Đứa nào yêu mà chẳng nói thế. Vậy à?
thích người ta ra mặt rồi còn chối. Mày vừa nghĩ đến nó đúng không? Làm gì có chuyện đó. Thôi, tao đi về đây. Không ăn cơm à? Nhìn mặt mày tao đã no rồi. Cái thằng này, mày đùng đùng mày chạy sang nhờ tư vấn mày không được câu cảm ơn à? Từ sau mà không ăn cơm thì đừng đến nhá. Ôi con. Mời vào. Có chuyện gì vậy? Tôi muốn xin nghỉ việc. Chủ tịch duyệt giúp tôi với ạ. Lý do là gì? Không có gì cả. Chỉ là lý do cá nhân thôi. Không lẽ... Không phải chuyện đó đâu. Anh đừng nghĩ nhiều ạ. Nghe tôi nói đã. Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau. Tôi muốn cho mình thêm một cơ hội. Anh không nên vì thương hại tôi và đồng ý. Thích anh là chuyện riêng của tôi, không liên quan gì đến ai cả. Nhưng mà... Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi thời gian qua. Đến lúc tôi phải đi rồi. Em bình tĩnh lại chưa? Nghe tôi nói đã. Tôi thích em là thích, chứ không phải là thương hại. Em nghe rõ chưa? Dạ vâng. Tôi cứ nghĩ mình chỉ cảm mến em thôi, nhưng thực sự không phải. Lúc em nói em muốn xin nghỉ việc, tôi đã nhận ra mình không thể đánh mất em. Tôi thích em là sự thật. Em có thể cho tôi một cơ hội làm bạn trai em có được không? Không được. Chúng ta đang ở nơi làm việc mà. Vậy anh sẽ cho em nợ, lần sau phải bù gấp đôi.